Các bạn đang nghe truyện cẩu thả thành thánh nhân tiên quan triệu ta châm ngựa trên kênh TV Audio CV. Chương 729, triệu năm e rằng còn xa mới đủ, 2. Lục Linh Quân nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng. Vị phong chủ định thiên phong này thật quá mạnh mẽ, có người như vậy giúp đỡ nàng, không biết là phúc hay họa. Xung đột giữa phong chủ định thiên phong và lão giả ma ngân khiến hội nghị lần này càng được bàn tán nhiều hơn với thân phận và sự tích của lão giả ma ngân liên tục bị đào bới, tất cả khách mời đều cảm nhận được sức mạnh của nhân gian phong. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố An trở về Thái Huyền Môn. Hắn cũng nghe thấy động tĩnh ở nhân gian phong. Thực tế, nhân gian phong đang cố ý tuyên truyền, may mắn là không nhắc đến hai chữ mạnh lãng, coi như đã tôn trọng hắn. Cố An trở về dược cốc thứ ba, tình cờ gặp an tâm, liền trò chuyện vài câu. Hai thầy trò chỉ nói về những chuyện nhỏ nhặt trong dược cốc. Cố An cảm thấy nói chuyện đời thường thú vị hơn là bàn chuyện thiên hạ. Những tiêu giao nguyên tiên kia, mở miệng ra là đại đạo, là thương sinh thiên hạ, thật xa vời. Thần dị giới, dưới bầu trời màu máu, Trương Bất Khổ đang đứng bên bờ biển luyện tập thần thông. Sau lưng hắn, thần dị giới chủ ngồi trước thần dị mệnh bi, ngước nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lơ đảng. Trương Bất Khổ thu chiêu, quay lại nhìn thần dị giới chủ, hỏi, sư phụ, đại kiếp đã kết thúc, ngài cũng đã đạt được thỏa thuận với các giáo phái ngoài biển, sao ngài vẫn âu sầu như vậy, nghĩ đến việc phù đạo kiếm tôn tiêu diệt đại hàng Ma Tông, hắn lại thấy sôi sục. Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên, đã thường suy nghe về chiến tích của phù đạo kiếm tôn. Không ngờ rằng, dù đi đến đâu, phù đạo kiếm tôn vẫn là đại năng được chúng sinh kính ngưỡng. Thần dị giới chủ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, đại hàng Ma Tông cũng giống như ta, chỉ là con cờ. Việc này sao có thể kết thúc nhanh như vậy? Tuy nhiên, động tĩnh quá lớn, Thánh đình chắc chắn sẽ điều tra. Đợi sóng gió lắng xuống, rắc rối sẽ lại ập đến. Trương Bất Khổ không cho là đúng, nói: "Nếu kẻ đứng sau Đại Hàng Ma Tông có thể địch lại Phù Đạo Kiếm Tôn, thì đã ra tay từ lâu rồi, có lẽ hắn đang điều tra thân phận và tu vi của Phù Đạo Kiếm Tôn." "Sư phụ, đừng lo lắng nữa. Ngài không bằng cố gắng tu luyện, tranh thủ tự mình thoát khỏi số phận." trương bất khổ khuyên nhủ từ khi cha qua đời hắn đã trải qua nhiều gian khổ sớm rèn luyện được ý chí kiên định hắn biết rằng lo lắng về tương lai không có ích gì nắm bắt thời gian và cố gắng tu luyện mới là điều quan trọng thần dị giới chủ lắc đầu cười nói ta không giống ngươi không thể tu luyện để trở nên mạnh mẽ thần dị oán quỷ càng nhiều ta mới càng mạnh trương bất khổ nghe vậy không khỏi nhíu mày hỏi như vậy với tình hình hiện tại chẳng phải ngài không thể tăng số lượng thần dị oán quỷ sao, thần dị giới chủ gật đầu, sau đó lại ngước nhìn lên, nói, chỉ là không thể mạnh lên ở thế giới này thôi. Đồ nhi, ngươi có muốn đến đại thiên địa khác không, đến đâu, một thế giới rất tối tăm. Lời của thần dị giới chủ khiến trương bất khổ vô cùng bối rối. Tối tâm là sao, còn nơi nào tối tâm hơn thần dị giới, thời gian thấm thoát thoi đưa, 7 năm nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm đó, lục linh quân trở về nàng thấy cố an lại đang đánh cờ với ai đó không khỏi lắc đầu cười môn cờ vây này có gì thú vị ánh mắt nàng rơi vào thần tâm tử vị đại nhân vật của khổ hải phật môn này sao lại ở đây mãi nàng không hiểu dược cốc thứ ba có sức hấp dẫn gì mà thu hút được đại tu sĩ như vậy nàng truyền âm cho cố an hắn nghe xong lập tức nhờ dương tiễn đứng bên cạnh đánh cờ giúp thấy dương tiễn chuẩn bị đánh lưu tiên y từ thánh đình liền ghé lại những năm qua hắn luôn lấy lòng dương tiễn thái độ đó khiến cố an có một suy đoán nhưng hắn không nói ra mà giả vờ không biết cố an chen ra khỏi đám đông đi đến trước mặt lục linh quân chào hỏi vào nhà ngươi nói chuyện đi lục linh quân gật đầu nói cố an tất nhiên không có ý kiến hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía lầu cát sau khi vào nhà lục linh quân tự mình ngồi xuống ánh mắt đảo quanh thấy một số cuốn sách trên giá nàng không khỏi biểu môi thật là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời cố an pha trà cho nàng nàng liền kể lại những chuyện đã trải qua trong những năm qua ta đã tham gia hội nghị vạn năm của nhân gian phong mở mang tầm mắt ngươi có biết nhân gian phong không lục linh quân hỏi cố an gật đầu nói nghe nói rồi thần tâm tử cũng đã đi nhưng ta không biết rõ các đại tu sĩ đó nói ta không có tư cách để biết lục linh quân cười nói quả thật là không có tư cách nhưng ta may mắn được tham gia có thể kể cho ngươi nghe muốn nghe không cố an bưng trà nóng đến đặt trước mặt nàng nói tất nhiên là muốn nghe rồi mau kể đi xem thử ngươi có khen ta không lục linh quân bắt đầu kể từ khi nàng biết về hội nghị vạn năm cố an ngồi xuống chăm chú lắng nghe nàng không giấu giếm sự chăm sóc của phong chủ định thiên phong đối với mình thậm chí có chút ý đồ muốn xem phản ứng của Cố An. Cố An vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng. Phụ nữ đều như vậy sao, lúc trước Khương Quỳnh cũng dùng phù đạo kiếm tôn để chèn ép hắn. Một lúc lâu sau, Lục Linh Quân cảm thán, phong chủ định thiên phong mạnh mẽ khó lường, trưởng lão đại hàng Ma Tông, nói giết là dết. Không biết đến khi nào ta mới đạt được cảnh giới đó. Cố An cười nói, tu luyện khoảng 180 vạn năm đi lục linh quân trừng mắt nhìn hắn nói nói thì dễ triệu năm e rằng còn xa mới đủ ngươi căn bản không hiểu được sự bao la của tiên đạo ánh mắt của cố an lộ vẻ tán thưởng không ngờ lục linh quân cũng khá tự biết mình lục linh quân thấy ánh mắt của cố an thì thở dài tên này cũng bình tĩnh quá đi nàng trừng mắt nhìn cố an nói không mấy thiện ý ngươi nghe xong mà không hướng tới sao cố an đáp có chứ nhưng những năm qua ta đã nghe quá nhiều chuyện về tiên nhân rồi giờ ta chỉ xem như chuyện vui thôi, chẳng lẽ ta còn mơ mộng rằng đại trưởng phu nên như thế sao? Lục Linh Quân cảm thấy lời hắn nói có gì đó sai sai, nhưng cũng chẳng buồn chấp, tiếp tục kể về những gì mình thấy ở nhân gian phong. Dù lúc đó Cố An cũng có mặt, nhưng qua góc nhìn của Lục Linh Quân, hắn lại thấy được những điều khác lạ. Hai người trò chuyện hơn một canh giờ, Lục Linh Quân muốn tạm ở lại dược cốc thứ ba, Cố An đồng ý, Cố An vương vai, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngày mai là có thể đến Định Thiên Phong hái dược thảo rồi. Hắn đã nhờ Chư Tinh Lam lập một dược viên, lưới dược thảo đầu tiên đã chín mùi. Đối với dược viên ở Định Thiên Phong, Cố An không có ý định cấm các đệ tử khác hái, tránh cho người ta nghi ngờ. Dù sao nhân gian phong đã là giáo phái hàng đầu đương thời, có quan hệ mật thiết với thánh đình, hắn phải cẩn thận. Hơn nữa, Định Thiên Phong lớn như vậy, dù có đệ tử giúp hái, hắn cũng có thể hái được rất nhiều dược thảo. Nghĩ đến đây, trong mắt cố an lộ ra vẻ mong chờ. Chiều hôm sau, định thiên phong, cố an men theo đường núi lên đỉnh, sau lưng là chư tinh lam, đại đệ tử định thiên phong này tỏ ra rất cung kính. Hiện tại hắn đã biết cố an là đại năng cái thế vượt xa tiêu giao nguyên tiên, cái đùi lớn như vậy, nhất định phải ôm chặt, nên hắn tỏ ra rất tận tâm tận lực. Ta cần một đệ tử du tiên giúp ta quản lý một hải đảo, người hỏi giúp xem, ta sẽ không bạc đại hắn. Cố An thuận miệng nói. Hôm nay thu hoạch được hơn 30 vạn năm thọ mệnh, cũng coi như không tệ. Chư Tinh Lam lập tức nói, sư phụ, nếu hôm nay người muốn rời đi, ta sẽ sắp xếp ngay. Đi đi. Được Cố An đồng ý, Chư Tinh Lam lập tức biến mất tại chỗ. Cố An đi vào trong viện, hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên. Từ lần trước hắn đột phá, vũ trụ ngoài trời thỉnh thoảng lại bùng nổ đại chiến, tiên địa phi ra vào càng ngày càng nhiều. Cố An cũng đã thấy được hình dạng của thiên ma. Hình dạng của thiên ma trong không khác gì sinh linh, cũng có rất nhiều nhân tộc, đặc điểm rõ ràng nhất của thiên ma chính là ma khí. Ma khí của bọn chúng khác với ma tu, ma vật trong đại thế giới thiên linh, càng thêm tà ác, khiến người ta cảm nhận được liền bản năng kháng cự. Lúc này, ở rìa khu vực tịch diệt, có hai vị tiên địa phi đang đấu pháp, tranh đoạt một món bảo vật, trong tối còn có tiêu giao nguyên tiên đang ngầm quan sát. Nửa nén nhang sau. Chư Tinh Lam trở lại, còn mang theo một người. Tầm Hàng Phong, Du Tiên Cảnh tầng ba 034 phần 140.000 .280 phần 280.000, Cố An đánh giá Tầm Hàng Phong, người này mặc hát bào, khuôn mặt hơi lộ vẻ âm tà, tóc tai bù xù, mang đến cho người khác cảm giác thâm trầm khó lường. Cảm nhận được ánh mắt của Cố An, Tầm Hàng Phong cúi đầu, không dám đối diện. Hắn rất căng thẳng, bởi hắn cũng đã nghe nói vị sư phụ mới tới này mạnh mẽ và bá đạo ra sao, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đệ tử Tầm Hàng Phong, bái kiến sư phụ. Tầm Hàng Phong cung kính hành lễ. Chư Tinh Lam liền giới thiệu về hắn, Tầm Hàng Phong sinh ra ở nhân gian phong từ nhỏ, quan hệ với Chư Tinh Lam cực tốt. Vậy thì đi thôi. Cố An đứng dậy, vung tay áo cuốn theo Tầm Hàng Phong. Chư Tinh Lam ngẩn ra, không khỏi cảm thán sư phụ quả nhiên thần thông lợi hại. Về phần phong chủ định thiên phong rốt cuộc mạnh đến mức nào, rất nhiều người đều bàn luận trong tối, Chư Tinh Lam đã nhận được một tin tình báo rất quan trọng, đó là chủ của chủ phong Vĩnh Niên Đạo Quân cho rằng tu vi của phong chủ định thiên phong cao hơn hắn. Đánh giá như vậy khiến hắn vô hạn mơ tưởng. Bên kia, Cố An mang theo tầm hàng phong hạ xuống tầm tiên đảo. Vừa mới hạ xuống, bước chân của tầm hàng phong loạn choạng, vị du tiên này suýt nửa ngã sắp xuống, may mà Cố An kịp thời nắm lấy cánh tay hắn. Không sao chứ? Cố An hỏi tầm hàng phong xấu hổ vội vàng đáp ta không sao để sư phụ chê cười rồi cố an gật đầu tức bước đi về phía tòa nhà trước mặt tầm hàng phong vội vàng theo sau cố an bắt đầu giới thiệu về tình hình của tầm tiên đảo tầm hàng phong chăm chú lắng nghe sau khi hiểu rõ thực lực của hải đảo này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một nơi mà du tiên đã có thể chấn nhiếp có gì mà phải áp lực chứ ngươi và hòn đảo này đều họ tầm cũng khá có duyên đấy cố an cười nói tầm hàng phong chỉ có thể cười theo không dám có chút bất mãn nào rất nhanh hồ tiểu kiếm cùng một đám trưởng lão hộ hải phủ đến cố an để tầm hàng phong tự giới thiệu tại hạ đến từ nhân gian phong tên là tầm hàng phong sau này cùng làm việc với chư vị mong chư vị tận lực tầm hàng phong lên tiếng ngay sau đó liền bột phát khí thế du tiên khiến tất cả mọi người trong đại sảnh hô hấp dồn dập nhiều năm trôi qua bọn họ quả thực đã nghi ngờ cố an nói khoác hôm nay thật sự được thấy du tiên, khó tránh khỏi khiếp sợ. Hồ Tiểu Kiếm là người kích động nhất, ánh mắt nhìn cố an tràn đầy sùng bái. Được rồi, sau này tầm hàng phong thống quản tầm tiên đảo, các ngươi trò chuyện đi. Cố an bỏ lại câu này rồi rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tầm hàng phong, rất căng thẳng, bởi vì tầm hàng phong trông có vẻ khó gần. Cố an đi rồi, tầm hàng phong ngồi xuống, tư thế bệ vệ, không còn dáng vẻ câu nệ như trước xin hỏi tiền bối đảo chủ cũng đến từ nhân gian phong sao một tán tiên cẩn thận hỏi danh tiếng của nhân gian phong vẫn rất lớn dù bọn họ không hiểu rõ cũng đã từng nghe qua tầm hàng phong nói đương nhiên mọi người lộ ra vẻ tươi cười xem ra quan hệ giữa tầm hàng phong và đảo chủ không tệ ít nhất cũng không phải người ngoài đảo chủ là sư phụ ta các ngươi có thể yên tâm chúng ta cùng nhau quản lý tốt tầm tiên đảo đây mới là quan trọng nhất không thể để người thất vọng hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết tu vi của người rất cao rất cao mạnh hơn tất cả những tồn tại mà các ngươi từng nghe nói có thể phục vụ cho người đây là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời các ngươi lời này của tầm hàng phong khiến tất cả mọi người trừng to mắt hồ tiểu kiếm càng ngơ ngác lai lịch của vị tiền bối này lớn như vậy sao không phải ông ấy là tán tiên sao khoan đã hình như tán tiên là tự ông ấy nói hồ tiểu kiếm bị niềm vui bất ngờ đập trúng đầu óc ù ù những lời trưởng lão phía sau nói hắn đều không nghe rõ tầm hàng phong cũng chú ý tới hắn mất tập trung nhưng không để ý bởi vì cố an đã dặn dò phải quan tâm tiểu tử này nhiều hơn bốn mùa luân phiên lại một năm trôi qua sau tết cố an đến chi nhánh thái huyền môn đây là lần đầu tiên cố an đến chi nhánh thông qua trận pháp truyền tống trong thành chủ của thái huyền môn thái huyền môn mỗi năm đều trở nên mạnh mẽ hơn liên hệ với chi nhánh cũng trở nên chặt chẽ Cố an nhìn thành trì chi nhánh, cảm nhận linh khí nơi này, cảm thấy linh khí ở đây sắp bằng thành chủ của Thái huyền môn, bảo sao nhiều đệ tử muốn đến đây như vậy. Không chỉ linh khí nơi này dồi dào, còn có thể tùy thời ra ngoài lịch luyện, săn dép yêu ma, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thái thương Hoàng Triều vẫn chưa thể chiếm cứ toàn bộ đại lục, đối với tu tiên giáo phái mà nói, cũng như vậy, bọn họ vẫn chưa thể đi hết mỗi một ngọn núi dòng sông trên đại lục. Cố an không vội tìm Diệp Lan bắt đầu đi dạo xung quanh. Đi một hồi, hắn gặp được người quen, là bạn nhậu của hắn ở thành ngoại môn, hai người hàng huyên một hồi lâu. Đi đến con phố tiếp theo, hắn lại gặp được đệ tử từng xây cơ ở dược cốc thứ ba. Đây chính là lắng động của cuộc đời 227 tuổi. Cố An trò chuyện với những người quen cũ rất vui vẻ, không hề có khoảng cách. Trong một canh giờ tiếp theo, hắn lại gặp được hai người quen cũ, điều này cho thấy chi nhánh đã trở thành lựa chọn hàng đầu của rất nhiều đệ tử bình thường bọn họ đều muốn đến yêu ma chi địa tìm kiếm cơ duyên cố an chỉ hơi cảm khái sẽ không can thiệp vào cuộc đời của người khác trừ khi hắn rất để ý đối phương ví dụ như sư muội diệp lan của hắn khi cố an đến trước phủ đệ của diệp lan diệp lan xuất hiện trước mặt hắn kinh ngạc nói sư huynh sao huynh lại đến đây nói xong nàng liền xông lên ôm cố an giữa thanh thiên bạch nhật chú ý chừng mực cố an vội vàng giơ tay nói diệp lan đành phải dừng lại sau đó kéo hắn đi vào trong phủ vừa đi vừa giới thiệu về tình hình hiện tại của chi nhánh trong phủ đệ này có không ít nữ đệ tử giúp nàng trông coi phủ đệ khi các nàng thấy diệp lan kéo cố an đều nhìn với ánh mắt tò mò đợi bọn họ đi xa cố an liền nghe thấy những tiểu nha đầu kia bắt đầu bàn tán về bọn họ cuối cùng diệp lan kéo cố an vào trong phòng mình sau đó đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống trò chuyện, Diệp Lan giới thiệu xong về những gì mình đã trải qua, lại hỏi Cố An những năm qua sống thế nào. Cố An bắt đầu kể về cuộc sống của mình, mặc dù rất bình thản, nhưng trên mặt Diệp Lan vẫn luôn nở nụ cười. Nhớ năm đó, khi bọn họ mới hơn 20 tuổi, đã bao giờ nghĩ đến 200 năm sau, bọn họ vẫn có thể ngồi cùng nhau trò chuyện. Dần dần, suy nghĩ của Diệp Lan bay xa, nàng rơi vào một trạng thái kỳ diệu sở dĩ như vậy là do cố an đang dẫn dắt nàng ngộ đạo thần niệm của cố an bao phủ căn phòng này dẫn dắt diệp lan cảm nhận quy tắc thiên địa thủ đoạn như vậy vượt quá sức tưởng tượng của phàm linh cho dù là diệp lan đang đối mặt với cố an cũng không phát giác được điều gì diệp lan như rơi vào giấc mộng đôi mắt ngây dại cố an đứng dậy bế nàng đặt lên giường dẫn dắt nàng ngồi thiền sau đó hắn lui ra ngồi ở bàn nhìn nàng tu luyện hắn cứ nhìn Diệp Lan tu luyện như vậy, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nếu hắn có thể giúp Diệp Lan tăng trưởng thọ mệnh cực hạn, hắn sẽ sắp xếp cho Diệp Lan đến nhân gian phong tu luyện. Nếu không thể, với thọ mệnh cực hạn mấy trăm năm của Diệp Lan mà đến nhân gian phong, cũng chỉ tăng thêm phiền não. Một khi con người tăng trưởng kiến thức, rất dễ sinh ra nhiều mong đợi hơn, từ đó hình thành lo âu, áp lực. Mạnh như thần niệm chân tiên, cũng không thể khiến con người trường sinh bất tử, trong bóng tối dường như có một luồng sức mạnh đang áp chế chúng sinh. Đó rốt cuộc là gì, Cố An cũng tò mò. Thời gian trôi nhanh. Cố An đột nhiên có chút buồn chán, hắn lại nổi hứng lên. Hay là mở lại một ván luân hồi diễn hóa nhỉ, lần này không chọn đại thế giới hắc ám, xem thử có thể đi được bao lâu, nếu có thể sống được ngàn năm, vạn năm, học được thần thông lợi hại, nói không chừng có thể tăng trưởng tỷ lệ thành công khi độ kiếp lần sau. Hơn nữa ký ức truyền thừa của luân hồi diễn hóa còn có lợi cho việc tu luyện đạo tâm của hắn. Cố An cảm thấy có lẽ phải đạt đến cảnh giới nào đó mới cần tiến hành luân hồi tu luyện, nếu không hắn cũng sẽ không mở chức năng này. Vậy thì là một ván đi, chỉ một ván thôi, tuyệt đối không ham nhiều, dù sao cũng phải hao phí 10 triệu năm thọ mệnh, muốn chơi nhiều cũng không được, Cố An nhìn Diệp Lan, thầm nghĩ, sư muội, hãy phù hộ ta đầu thai tốt nhé, chương này hết. Ngươi tiêu hao 100 triệu năm thọ mệnh để mở ra một lần luân hồi diễn hóa, bắt đầu kết nối với quy tắc đại đạo, bắt đầu tìm kiếm luân hồi thiên địa, ngươi có các lựa chọn thiên địa sau, tùy ý chọn một, một. Đại Hồng Giới 2 Hắc Ám Đại Thiên Địa 3 Thần Nguyên Đại Thiên Địa hửm Lại có Hắc Ám Đại Thiên Địa Cố A nhìn chầm chầm vào dòng nhắc nhở trước mắt, trong lòng lập tức tức giận, Hắc Huyền Đế, ngươi chờ đấy, hai đời huyết thù này không thể hóa giải được. Hắn hừ lạnh trong lòng, sau đó lựa chọn thần nguyên đại thiên địa. Hắn luôn cảm thấy đại thiên địa thì cao cấp hơn, những cái gì mà giới, chẳng phải là hạ giới mà lục linh quân, huyết mục đại thánh đến sao? Cố An đang nghĩ ngợi, trước mắt bắt đầu xuất hiện nhắc nhở. Ngươi lựa chọn luân hồi vào thần nguyên đại thiên địa, xét thấy quy tắc đại đạo của thiên địa này quá mạnh, tạm thời ngươi không thể mở ra khả năng đoạt thọ mệnh, cũng không thể mở ra chức năng giai đoạn luân hồi diễn hóa bắt đầu. Năm đầu tiên Ngươi giáng sinh tại Thần Châu Long tộc, được cha mẹ ban tên là Long Chiến. Lúc 3 tuổi, ngươi thức tỉnh huyết mạch chân truyền của Long tộc, dưới sự giúp đỡ của tộc nhân, ngươi luyện hóa ra chân thân Long huyết. Lúc 8 tuổi, gia tộc sắp xếp cho ngươi một vị tiên sư, ngươi chính thức bước vào con đường tu tiên. Lúc 9 tuổi, phụ thân dẫn ngươi vào triều, ra mắt Thiên tử thần triều. Thiên tử thần triều muốn gả thất công chúa cho ngươi, phụ thân ngươi muốn để ngươi tự quyết định, ngươi có đồng ý không? nhắc nhở dừng lại ở đây, Cố An đang thắc mắc tại sao mình lại biến thành rồng, hắn thích làm người hơn. Thần triều xuất hiện, điều này có nghĩa là rồng chỉ là họ. Cố An do dự một lúc, quyết định chấp nhận, đời này phải đi cho vững vàng. Ngươi chấp nhận sự sắp xếp của thiên tử thần triều. Ngươi sẽ cưới thất công chúa Hàng Kiều Nhi vào năm 16 tuổi. Thiên tử thần triều rất vui mừng. Ban thưởng lớn cho ngươi và ban bố chuyện này cho thiên hạ biết. Năm 13 tuổi, ngươi ra ngoài lịch luyện dưới sự hộ tống của tộc nhân, ngươi xé nát yêu vương tứ giai, khiến tộc nhân chấn động. Năm 16 tuổi, ngươi và hàng kiều nhi bái đường thành thân, chính thức trở thành phò mã của thần triều. Thiên tử thần triều phong ngươi làm thần uy thánh quân, hưởng khí vận thần triều, ngươi nổi danh thiên hạ, trở thành một trong những thiên tài hàng đầu của thiên hạ. Năm 18 tuổi, ngươi quyết định xông pha thiên hạ để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi rời đi trong sự lưu luyến của hàng kiều nhi cùng năm đó, Hàng Kiều Nhi sinh cho ngươi một đứa con trai, đặt tên là Long Tâm. Năm 20 tuổi, ngươi đến rìa thần châu, nhìn thấy yêu long tàn phá thành trì, ngươi ra tay hàng phục và giết chết nó. Ngươi tình cờ phát hiện mình có thể thôn phệ long huyết, khí huyết của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Năm 21 tuổi, ngươi gặp một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ muốn bói cho ngươi, ngươi có đồng ý không? Lại dừng lại rồi, điều này cho thấy lão đạo sĩ này không đơn giản. Cố An do dự một lúc, sau đó chọn đồng ý, ngươi đồng ý để lão đạo sĩ bói cho mình. Lão đạo sĩ bóp gân cốt của ngươi, bắt đầu suy diễn. Rất nhanh, lão kinh hải, nói rằng ngươi có mệnh đế tiên thiên, tất sẽ thống trị trời đất vạn vật, trở thành chủ của thiên địa. Ngay sau đó, lão đạo sĩ nổ tung mà chết, máu bắn đầy người ngươi. Năm 25 tuổi, ngươi vô tình bước vào động thiên của đại tu sĩ thượng cổ, học được kỳ công thượng cổ, thần hoang quyết. Cố An nhìn thấy lão đạo sĩ nổ tung mà chết, khóe miệng không khỏi co giật. Sau bất kỳ lựa chọn nào, hắn cũng cố gắng chọn phương án cẩn thận hơn. Từng tuổi từng tuổi một, Cố An thấp thỏm lo âu, sợ mình chết yểu. Đến khi vượt qua 200 tuổi, hắn mới nở nụ cười, cuối cùng cũng phá kỷ lục. Tuy nhiên, Long Chiến không có khả năng đoạt thọ mệnh, tốc độ trưởng thành chắc chắn không bằng Sở Lộ và Tiêu Thắng Thiên. Hơn nữa trong nhắc nhở cũng không hiển thị cảnh giới cứ từ từ, cố an trở nên cẩn thận hơn, lần này nhất định phải cố gắng sống sót, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Lan ngồi xếp bằng trên giường ngộ đạo, cố an ngồi trước bàn, trong phòng rất yên tĩnh. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ, càng tăng thêm phần yên bình. Nửa tiếng sau, cố an mới thở vào một hơi, vẻ mặt hắn ngưng trọng, rơi vào trầm tư, năm 18 vạn 7632 tuổi, ngươi gặp lão tổ long tộc, lão nói rằng có thể giúp ngươi hoàn toàn kích hoạt huyết mạch dung hợp huyết mạch và khí vận của ngươi hình thành thể chất chưa từng có ngươi có đồng ý nhận sự giúp đỡ của lão không cố an đã đạt được thành tựu chiến thần thần châu bây giờ đến vũ trụ mạo hiểm gặp được lão tổ hắn luôn cảm thấy vị lão tổ này không có ý tốt khó khăn lắm mới đi được đến bước này hắn không muốn chết nếu lão tổ là người tốt bị hậu bối từ chối cũng sẽ không làm khó hậu bối nếu là người xấu không tin lão sẽ xảy ra chuyện tin lão càng rơi vào vực sâu không đồng ý, ngươi không nhận sự giúp đỡ của lão tổ long tộc. Lão tổ long tộc nổi giận, ra tay với ngươi, muốn trấn áp ngươi. Sau một trận chiến ác liệt, ngươi trọng thương chạy trốn. Năm 18 vạn 7633 tuổi, ngươi gặp được tiên linh tử uyển tiên tử, may mắn được tử uyển tiên tử cứu giúp, vết thương của ngươi lành hẳn. Tiếp theo lại là mạo hiểm, tử uyển tiên tử bắt đầu theo hắn mạo hiểm, khiến hắn không còn cô đơn nữa. Còn về thê tử hàng kiều nhi của hắn, hắn đã từng đi tiễn biệt nàng khi hắn 10 vạn tuổi, hai người đã âm dương cách biệt, chính vì chuyện này, hắn mới bỏ lại con cháu, một mình xông pha vũ trụ. Cố An trở nên nhẹ nhõm hơn trong những lựa chọn sau đó, vì Long Chiến ngày càng mạnh, luôn có thể thoát chết. Lại nửa tiếng trôi qua. Năm 35 vạn 086 tuổi, người thống nhất tiểu vũ trụ, thành lập chiến đình, thành thân với tử uyển tiên tử, tự xưng là thiên long đại đế, phong tử uyển tiên tử làm thiên hậu thật oai phong cố an đột nhiên có cảm giác thành tựu như thể đang chơi game và mở khóa được thành tựu cấp sử thi còn có thể tiếp tục cố an xoa xoa hai tay tiếp tục xem hơn một vạn tuổi lại thêm một vạn tuổi hàng chục ngàn tuổi sau năm ba mươi sáu vạn tuổi bản thân ngươi đột phá xiềng xích đạt đến cảnh giới đạo hư huyền tiên chấn động vũ trụ ngươi khôi phục mệnh cách có mở ra khả năng đoạt thọ mệnh không đến rồi, nó đến rồi, cố an không chút do dự, lựa chọn đoạt lấy, ngươi mở ra khả năng đoạt thọ mệnh, ngươi hiến tế chúng sinh trong một mảnh thiên địa, thọ mệnh tăng vọt. Hiến tế, sắc mặt cố an đại biến. Tên này sao lại tàn bạo như vậy, năm 36 vạn một ngàn tuổi, ngươi vượt qua cửu trọng thiên tiên đạo, tiến vào tiên thần. Ngay lúc này, một bàn tay lớn khủng bố vượt qua dòng sông thời gian, bóp nát ngươi. Ngươi bị tịch diệt thần đế giết chết luân hồi kết thúc cái quỷ gì vậy đột nhiên kết thúc rồi sau khi mở ra khả năng đoạt thọ mệnh thậm chí cố an còn chưa kịp lựa chọn cố an lập tức biến mất trong phòng đến một hòn đảo ở hải ngoại mở ra kết giới thọ mệnh hắn ngồi xuống nhìn mấy dòng nhắc nhở cuối cùng nghiến răng nghiến lợi tốt lắm rất tốt tịch diệt thần đế cố an lại ghi thêm một cái tên vào danh sách thù hận của mình ngay sau đó một ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu hắn đó là cả cuộc đời của thiên long đại đế long chiến sau khi thực sự tiếp nhận ký ức cố an mới biết được thiên phú của long chiến đáng sợ như thế nào vừa sinh ra đã khác biệt được gia tộc kỳ vọng rất cao tình yêu của hắn và hàn kiều nhi cũng khiến cố an say đắm đến khi long chiến xông pha vũ trụ cuộc đời hắn trở nên đặc sắc hơn hào hùng bi tráng cố an cũng nhìn thấy tử uyển tiên tử trong ký ức phong hoa tuyệt đại tỏa ra khí chất mà không nữ tử nào trên đời có thể sánh được cùng với việc cố an không ngừng tiếp nhận ký ức của long chiến địch ý của hắn đối với tịch diệt thần đế cũng dần suy giảm tên long chiến này quá ngông cùng trước khi thê tử hàng kiều nhi của hắn qua đời thì còn tốt hành sự vẫn có chút kiên dè nhưng từ sau khi đi tới ngoài trời kia hắn triệt để phá tan xiềng xích bắt đầu làm càng chiến đình do hắn thành lập càng hành sự bá đạo thuận theo thì hưng thịnh chống đối thì diệt vong một phương thế giới mà long chiến hiến tế chính là tùy tiện chọn lựa cực kỳ vô tội Toàn bộ sinh linh của thế giới kia đến tận trước khi chết cũng không kịp phản ứng, cả thế giới trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trước kia Cố An vẫn luôn cho rằng Tiêu Thắng Thiên đã đủ ngông cuồng, nhưng nếu so sánh với Long Chiến, vẫn còn kém xa lắm. Nếu như Cố An ở Thần Nguyên Đại Thiên Địa, cũng có năng lực tru sát Long Chiến, hắn nhất định sẽ ra tay. Cố An dung hợp ký ức xong, tựa như hắn tận mắt chứng kiến cả đời Long Chiến, thành tựu Thiên Long Đại Đế, chỉ là khi ngoảnh đầu nhìn lại, long chiến có quá nhiều tiếc nuối cùng hối hận trước khi long chiến vượt qua tiên đạo cửu trọng thiên tử uyên tiên tử cũng từng khuyên bảo hắn không nên thành đạo bằng cách tổn thương chúng sinh long chiến không nghe hai người còn vì thế mà tuyệt giao sau khi ký ức truyền thừa kết thúc cố an vẫn chìm đắm trong đó hắn là cố an cũng là long chiến cảm thụ này khiến cố an không biết phải nói sao có lẽ hồi ức kiếp trước ở kiếp này chính là cảm giác như vậy rõ ràng là cùng một người, nhưng lại có tính cách khác nhau. Sau khi kế thừa ký ức cả đời của Long Chiến, Cố An cũng thu hoạch được rất nhiều thứ, ngoại trừ cảm ngộ về đạo tâm, hắn còn truyền thừa được thần thông mạnh nhất cả đời Long Chiến. Thiên Long Luân Hồi Đại Pháp Tướng Thần thông này có thể ngưng tụ ra cực hạn pháp tướng của đạo pháp bản thân, thậm chí có thể ngưng tụ pháp tướng đời trước, cùng bản thân vai kề vai chiến đấu. Sau khi Long Chiến sáng tạo ra thần thông này, vốn định tiến hành tu luyện theo phương thức luân hồi, sáng tạo ra vạn thế pháp tướng, kết quả ngoài ý muốn lại mở ra năng lực đoạt lấy thọ nguyên, hắn không nghiên cứu thần thông này nữa, mà không ngừng dùng thọ nguyên diễn hóa, nâng cao thần thông. Cố An chậm rãi mở mắt, thân hình biến mất trong hải đảo, trở về phủ đệ của Diệp Lan. Lúc này, Diệp Lan vẫn ở trong trạng thái ngộ đạo. Cố An ngồi xuống, tiếp tục hồi tưởng lại cả đời Long Chiến. Long Chiến vượt qua tiên đạo cửu trọng thiên quả thực rất mạnh, loại cảm giác khống chế chúng sinh, tùy ý vung vẩy quy tắc này khiến bây giờ cố an nghĩ lại cũng đều mê mẩn đồng thời hắn cũng tràn đầy kiên kỵ đối với sự cường đại của tịch diệt thần đế hắn thực sự bị tịch diệt thần đế dùng một bàn tay bóp chết thậm chí hắn còn không thấy rõ chân thân của tịch diệt thần đế đó là một loại thủ đoạn vượt qua thời không năm tháng lăn áp trên quy tắc vũ trụ sau khi hiểu rõ cả đời long chiến cố an không còn địch ý đối với tịch diệt thần đế nữa không giống với sở lộ tiêu thắng thiên long chiến là tự mình tìm chết trong lòng cố an có chút mê man nếu như luân hồi diễn hóa thành công hắn cũng có thể sáng tạo ra tà ma cái thế cho dù bản ý của hắn không muốn nhưng hắn không thể khống chế được tính cách trong luân hồi chỉ là luân hồi diễn hóa có quá nhiều lợi ích có thể giúp hắn ghi nhớ vô số pháp thuật thần thông tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn có thể gia tăng sự hiểu biết của hắn về luân hồi bảo hắn từ bỏ thực sự quá khó suy đi nghĩ lại cố an cảm thấy mình đang tự trói buộc bản thân cần gì phải nghĩ nhiều như vậy con đường trở nên mạnh mẽ không thể nào hoàn toàn không tổn thương đến người vô tội rất nhiều đạo nghĩa là phán định dựa trên lập trường giống như chiến tranh chẳng lẽ bách tính của địch quốc không vô tội sao cùng lắm thì lần sau lại gặp phải tình huống giống như long chiến hắn sẽ lựa chọn không mở ra chức năng đoạt lấy thọ nguyên dựa vào nỗ lực của bản thân để tu luyện trên thực tế cho dù không có năng lực đoạt lấy thọ nguyên tư chất của long chiến cũng rất mạnh cố an bắt đầu hồi tưởng lại phương pháp tu luyện thiên long luân hồi đại pháp tướng hắn cảm thấy pháp tướng này có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó rất nhanh hắn đã nghĩ ra thiên long trấn ma tướng của cơ gia có chút tương tự hắn chuẩn bị sau đó sẽ tìm hiểu cơ tiêu ngọc trước đó khi cơ tiêu ngọc trở về cơ gia đã truyền thừa thần thông có lẽ có thể thi triển ra thiên long trấn ma tướng hoàng hôn trăng lên một đêm trôi qua Diệp Lan dần dần tỉnh lại, nàng cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ khiến nàng không thể nhớ rõ sau khi tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, cảm thấy cả thiên địa trở nên khác biệt. Ánh mắt nàng rơi vào trên bàn, nhìn thấy Cố An đang đọc sách. Cố An quay đầu nhìn nàng, cười hỏi, tỉnh rồi. Diệp Lan, hóa thần cảnh tầng năm 222 phần 600 phần 800, thọ nguyên cực hạn tăng thêm 200 năm, Cố An thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười có hiệu quả là được chỉ là hiệu quả có chút nhỏ hắn chính là thần niệm chân tiên cố an cẩn thận đánh giá diệp lan phát hiện một tia khí tức rất khó nắm bắt từ trong cơ thể diệp lan tiêu tán như là quy tắc thiên địa nhưng càng khó nhận ra hơn sao ta lại ngủ thiếp đi diệp lan nghi hoặc hỏi cố an trợn trắng mắt nói ngươi hỏi ta chẳng lẽ ta bỏ thuốc ngươi ta cũng không trách ngươi ta từ xa đến đây kết quả đang nói chuyện ngươi ngủ thiếp đi, bỏ mặt ta. Diệp Lan lộ ra vẻ xấu hổ, nàng không khỏi hỏi, vậy sao ngươi không đánh thức ta, ngươi ngủ thiếp đi cũng có thể luyện công, vừa nhìn đã biết không phải ngủ bình thường, ta nào dám cắt đứt ngươi, cố an vừa nói vừa đứng lên. Ta đi đây, lần sau lại đến thăm ngươi. Sư huynh, lưu lại thêm hai ngày đi, không được, dược cốc không thể thiếu ta. Thật sao, sao ta nghe nói ngươi là kẻ đứng đầu mà không làm việc, sao có thể? Hai người kéo co một hồi, cuối cùng Cố An vẫn kiên quyết rời đi. Diệp Lan tiện hắn đến trước cửa phủ đệ. Cố An đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn nàng, hỏi: "Trong lòng ngươi, thiện ác và tình cảm, cái nào quan trọng hơn?" Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nghĩ tới cảnh tượng Long Chiến cùng Tử Uyên tiên tử tuyệt giao, mặc dù Long Chiến tự làm tự chịu, nhưng cuối cùng vẫn cô độc một mình, khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Long Chiến rất ngông cuồng, nhưng đối đãi với người bên cạnh vẫn rất tốt chỉ là quá bá đạo không cho phép người bên cạnh chống đối hắn diệp lan ngẩng ra cười nói nếu ngươi là ác ta sẽ không hành nhát, nhưng ta sẽ mãi mãi đi theo ngươi chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta cố an mỉm cười nói đừng nghĩ nhiều chỉ là đang nghĩ tới tình tiết trong sách ta nhát ga như vậy căn bản không dám hành nhát nói xong hắn vẫy tay xoay người rời đi diệp lan đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ sắp đến mùa hè thời tiết mát mẻ trong rừng cây cố an nhìn cơ tiêu ngọc đi tới bãi đất trống trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đạo văn màu đỏ trên trán cơ tiêu ngọc bùng phát ánh sáng khí thế cả người nàng đột nhiên thay đổi nâng tay phải lên linh lực trong cơ thể lấy một phương thức vận hành tinh diệu nào đó thúc giục nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng tròn màu vàng sau lưng nàng giống như một cánh cửa ánh sáng hình tròn mặt ngoài hiện ra những đường vân huyền diệu thâm ảo theo vòng tròn màu vàng mở ra từng con kim long từ trong ánh sáng mạnh mẽ tràn ra. Thiên long trấn ma tướng của nàng có chút khác biệt với kiếp trước, nhưng Cố An vừa nhìn đã thấy, thiên long trấn ma tướng và thiên long luân hồi đại pháp tướng có cùng một bản chất, chỉ là thiên long trấn ma tướng yếu hơn, xa xa không bằng sự tinh diệu của thiên long luân hồi đại pháp tướng. Phát hiện này khiến Cố An khiếp sợ. Thiên long luân hồi đại pháp tướng là do một mình long chiến sáng tạo ra, chẳng lẽ cơ gia có liên quan với long chiến, trong ký ức của long chiến, hắn chỉ truyền thiên long luân hồi đại pháp tướng cho nhi tử long tâm cũng có nghĩa là long tâm đã truyền thần thông này ra ngoài từ kinh nghiệm sống của sở lộ tiêu thắng thiên có thể thấy thời gian tuyến của bọn họ có lẽ không giống với cố an cũng có nghĩa là luân hồi diễn hóa có thể sẽ chiếu đến quá khứ cơ tiêu ngọc giải trừ thiên long trấn ma tướng sau đó đi tới trước mặt cố an hỏi như thế nào mặc dù không rõ vì sao cố an muốn xem thiên long trấn ma tướng nhưng thiên long trấn ma tướng danh trấn thiên hạ chuyển lộ ra ngoài cũng không vi phạm tộc quy thật sự lợi hại khiến ta sợ hãi người sáng tạo ra thần thông này quả thực là thần nhân cơ gia có ghi chép lại là ai sáng tạo không cố an cảm khái nói cơ tiêu ngọc suy nghĩ một chút nói thần thông này có lai lịch lâu đời là một vị tiên tổ nào đó sáng tạo ra cụ thể là ai ta cũng không rõ nếu như ngươi để ý chờ ta trở về có thể tra thử cố an gật đầu nói thực sự rất tò mò ta muốn viết sách, muốn tham khảo cơ gia để viết. Cơ tiêu ngọc vừa nghe, mỉm cười nói, phó môn chủ liền chờ ngươi viết về cơ gia. Hai người tiếp tục nói chuyện, cơ tiêu ngọc vốn muốn giới thiệu những thần thông khác, kết quả cố an không có hứng thú, nàng đành phải bỏ qua. Hai người đi về phía dược cốc. Thiên Long Trấn Ma Tướng là do Luân Hồi Đạo Đế sáng tạo, hoặc là nói, ta đã thấy nàng thi triển. Một giọng nói từ rừng cây phía trước truyền đến, chỉ thấy thiết ngũ hành đi tới cơ tiêu ngọc nhíu mày trong mắt tràn đầy vẻ không vui cố an sớm đã phát giác thiết ngũ hành đang nghe trộm hắn cũng đang suy đoán có phải có liên quan đến luân hồi đạo đế hay không cho nên không để ý tới thiết ngũ hành hiện tại chỉ có luân hồi đạo đế của cơ gia mới có thể đi ra bên ngoài thiết ngũ hành nhìn thấy thần sắc của cơ tiêu ngọc cười nói nàng từng nói ở một đầu khác của vũ trụ còn có thiên địa càng rộng lớn hơn là nơi mà ta không thể tưởng tượng được cố an nghe xong đột nhiên hoài nghi long tộc hoặc là chiến đình có khả năng vẫn còn tồn tại đương nhiên cũng chỉ là suy đoán mặc dù sau khi dung hợp ký ức của long chiến hắn chính là long chiến nhưng hắn cũng không muốn đi tìm long tộc hoặc là chiến đình thành thành thật thật ở lại thiên linh đại thiên địa ẩn nấp mới là chính đạo cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng có khả năng bị người khác ấn chết sao ngươi luôn nghe trộn chúng ta nói chuyện cơ tiêu ngọc không vui nói đạo văn trên trán lại lần nữa lóe lên ánh sáng kỳ dị thiết ngũ hành giơ tay lên nói ta không có ác ý đây không phải là đang giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc sao nếu như ngươi có thể lột xác thành luân hồi đạo đế ta chỉ vui mừng mà thôi nói xong hắn biến mất tại chỗ cố an an ủi không sao đừng để ý tới hắn nhìn xem sau này ta làm thịt hắn trên bàn cờ như thế nào cơ tiêu ngọc thu hồi đạo văn hơi gật đầu chuyện này đối với cố an chỉ là một tiểu khúc nhạc đệm biết được đại khái là được rồi Hắn không nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhân quả của long chiến quá lớn, hắn không muốn dính vào. Nhưng chuyện này khiến hắn nghĩ xa. Nếu như luân hồi diễn hóa chiếu đến quá khứ, vậy hiện tại Hắc Huyền Đế mạnh mẽ bao nhiêu, còn có tịch diệt thần đế, Thiên Linh Đại Thiên Địa có phải cũng nằm trong mắt hắn, Cố An cảm thấy sau này phải càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người khác biết mình có thể đoạt lấy Thọ Nguyên. Một đàn chim bay ra từ trong rừng cây, bay về phía xa thân hình bị ánh mặt trời che lấp. Năm năm thoáng cái trôi qua. Năm nay, một tin tức truyền khắp thiên hạ, khiến thiên hạ xôn xao. Đoạn hải vực thành lập, do Thánh Đình sáng lập, bao phủ khu vực nhân gian mà trước đó Đại Hàng Ma Tông muốn tàn sát, lấy đoạn hải đại khe hở làm trung tâm. Tin tức nhanh chóng truyền ra, truyền vào trong đại lục, thiên tử Lý Huyền Đạo theo đó chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố đại lục đổi tên thành Thái Thương Đại Lục, đoạn hải vực, trong căn nhà của An Tâm, Cố A ngồi trước bàn, trầm tư suy nghĩ. Trước đây, vì sao không lập thành một khu vực riêng? Nếu để phòng bị đại hàng Ma Tông, cũng không cần thiết, vì đại hàng Ma Tông đã tan rã. Cố An cảm thấy đối phương nhầm vào mình, bởi sau lưng đại hàng Ma Tông vẫn còn một vị thánh vương. Hắn có thể nhìn thấy ở rìa vết nứt lớn đoạn hải, một lượng lớn tu sĩ đang xây dựng một hòn đảo lơ lửng trên không. Hắn xem một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía an tâm. Lúc này, an tâm đang ngộ đạo. Với sự giúp đỡ của Cố An, nàng cũng đã vào trạng thái ngộ đạo được vài canh giờ. Cố An liên tục kiểm tra giới hạn tuổi thọ của an tâm. Cuối cùng, giới hạn tuổi thọ của nàng bắt đầu tăng lên, dù rất nhỏ nhưng thực sự đang tăng. Cố An chăm chú nhìn an tâm, dò xét mọi thứ bên trong cơ thể nàng. Rất nhanh, hắn lại bắt gặp được luồng sức mạnh thần bí phức tạp hơn cả nhân quả, giống như tình huống của Diệp Lan khi đó theo sự gia tăng giới hạn tuổi thọ lùng sức mạnh thần bí này dần thoát ra khỏi cơ thể chủ thể xem ra rất có thể tất cả chúng sinh đều bị sức mạnh này ràng buộc nâng cao giới hạn tuổi thọ sẽ làm suy yếu sức mạnh này chẳng lẽ đây chính là thiên số cố an chìm vào suy nghĩ dù mạnh như thần niệm chân tiên cũng không nhìn thấu được sức mạnh đang thao túng chúng sinh này dù sao đi nữa ít nhất ta đã có thể bắt được nó chẳng phải đây là một khởi đầu tốt sao sau đó cố an đứng dậy rời đi dù sao đây cũng là dược cốc thứ ba nam nữ độc thân ở chung một phòng không tốt nhất là khi chúng ta còn có quan hệ sư đồ hơn nữa ở trong dược cốc có ta ở đây sẽ không ai có thể quấy rầy an tâm ngộ đạo một đêm trôi qua sáng hôm sau an tâm bước ra khỏi nhà theo các đệ tử khác tập thể dục nàng có chút bàng hoàng nhìn quanh quẩn cảm nhận được trời đất đã khác đi cố an đứng từ xa nhìn thấy giới hạn tuổi thọ của nàng đã tăng lên 300 năm. Nàng vẫn chưa giải trừ áp chế tu vi, tiên thiên luân hồi công còn có thể khiến giới hạn tuổi thọ của nàng tăng lên nữa. Cố An không chào hỏi an tâm, giả vờ không biết chuyện này. Trong những ngày tiếp theo, hai sự kiện đoạn hải vực thành lập và đại lục đổi tên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người trong thiên hạ. Gần mùa hè, Cố An đang ở trong rừng dạy dương tiễn tu luyện, hắn có thể cảm nhận được Lưu Tiên Y đang âm thầm quan sát, nhưng hắn không để ý, chỉ cần Lưu Tiên Y không sinh địch ý với ta là được. Lưu Tiên Y ngồi thiền trên mây, ánh mắt nhìn xuống dưới, trầm tư suy nghĩ. Người này tu vi không cao lắm, nhưng dạy đệ tử rất giỏi. Chẳng lẽ hắn thực sự từng được tiên nhân báo mộng, Lưu Tiên Y đã gia nhập Thái Huyền Môn, còn vào cả trưởng lão đường, biết được Cố An viết sách, ngoài ra, hắn chỉ có thể xác định Cố An thực sự chỉ hơn 200 tuổi, rất nhiều người có thể làm chứng, nên hắn không e ngại Cố An. Cho dù Cố An là đại năng chuyển thế cũng không thể uy hiếp được ta, người đã đạt thiên địa phi tiên cảnh tầng chính. Vì vậy, Lưu Tiên Y tò mò về Cố An nhiều hơn. Sự tò mò này thậm chí sắp vượt qua cả sự mong đợi của hắn đối với Dương Tiễn. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cố An lên tiếng, Dương Tiễn nghe vậy thu quyền, chấp tay hành lễ với Cố An. Hôm nay Cố An truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi truyền thừa ký ức Long Chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của Cố An đã vượt qua đại đa số người trong thiên hạ. Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi đã giúp Dương Tiễn thu được rất nhiều lợi ích. Trên đường về cốc, Dương Tiễn rất phấn khích, hắn không ngờ khả năng chiến đấu tầm gần của sư phụ cũng xuất thần nhập hóa như vậy. Hôm nay có một thiên tài trở về, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Cố An nói bân quơ, lưu tiên y trên trời thấy bọn họ kết thúc tu luyện liền rời đi. Tên này không rời khỏi Thái Huyền Môn, mà đi đánh cờ thiên tài là ai có phải là võ quyết sư thúc không dương tiễn tò mò hỏi mấy năm trước võ quyết đến tìm cố an dương tiễn chỉ nhìn thấy từ xa sau đó mới biết người đó là võ quyết nổi tiếng không phải lát nữa ngươi sẽ biết cố an giả vờ thần bí nói khiến dương tiễn càng tò mò khi sư đồ bọn họ trở về dược cốc nghe thấy các đệ tử khác đang bàn tán an hạo đến rồi thật không Thật đấy, An Tâm sư tỷ lại là em gái của An Hạo, bọn họ đều họ An, chẳng lẽ là anh em ruột, không phải? Bọn họ chỉ đến từ cùng một thôn, trước đây bái cùng một sư phụ, sau đó được vị sư phụ đó đặt tên lại. Trời ơi, An Hạo trông đẹp quá, giống tiên nhân vậy. Ha ha, biết ngay là mê trai mà. Những năm qua Thái Huyền môn xuất hiện bao nhiêu thiên tài, nhưng bên ngoài, những nhân vật lớn đó vẫn cho rằng An Hạo là thiên tài đệ nhất trong lịch sử Thái Huyền môn. Sắc mặt dương tiễn hơi thay đổi, nắm chặt hai tay. Là an hạo, hắn lén nhìn cố an, thấy cố an không có phản ứng gì, liền kìm nén sự kích động trong lòng. Hiện tại, tu vi thực tế của ta đã đạt hóa thần cảnh tầng chính, đây là thành quả của việc ta chú trọng tu luyện thể phách. Thiên tài đệ nhất thiên hạ, ta cũng muốn làm, hơn nữa, ta từng nghi ngờ an hạo chính là vị đại sư huynh thần bí kia, hôm nay có thể giải đáp thắc mắc. Cố an dẫn hắn đi đến sân của an tâm. Cố An chú ý thấy thiết ngũ hành đang đánh cờ, Lưu Tiên Y đang dùng thần thức quan sát An Hạo. Vì chênh lệch cảnh giới quá lớn nên An Hạo không phát hiện ra. Cửu chỉ thần quân hôm nay không đến, còn thần tâm tử đang ngồi dưới gốc cây nghiên cứu Tây Du Ký, chìm đắm như tả nhất kiếm. Cố An nhìn An Hạo khí thế phi phàm, trong lòng cũng rất hài lòng. Hiện tại An Hạo đã đạt hợp thể cảnh tầng 8, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Dương Tiễn và hắn cách nhau một đại cảnh giới, tạm thời không thể so sánh nhưng khi bọn họ bước vào tiên đạo cảnh giới khoảng cách này sẽ không đáng kể sư đồ bọn họ đến bên ngoài sân của an tâm an tâm quay đầu nhìn thấy lập tức nở nụ cười kéo an hạo ra khỏi sân an hạo dáng vẻ hiên ngang đội mũ vàng kim long uy phong mặc áo trắng bó eo tay áo dài như mây trôi dung mạo anh tuấn giữa lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo sắc bén chỉ đứng đó thôi đã mang lại cho người khác cảm giác hào hùng ngạo nghễ thiên hạ nhưng cũng không mất đi khí chất xuất trần của tu tiên giả so với hắn dương tiễn trông có vẻ bình thường ngày thường dương tiễn rất nổi bật trong số các đệ tử nhưng khi đối mặt với an hạo người ta dễ dàng bỏ qua hắn sư huynh những năm qua sư phụ đối xử với ta rất tốt ta không phải chịu chút khổ cực nào an tâm vui vẻ nói an hạo dừng lại trước mặt cố an đột nhiên không biết nên xưng hô với cố an như thế nào an hạo huynh đệ chẳng lẽ quên ta rồi cố an cười hỏi nụ cười của hắn khiến người ta có cảm giác như gió xuân hóa giải sự xấu hổ của an hạo sao có thể quên khi đó chúng ta cũng coi như cùng nhau vào sinh ra tử cảm ơn ngươi những năm qua đã chăm sóc sư muội của ta giúp ta bớt lo lắng rất nhiều an hạo cười nói sau đó lấy ra một hộp gấm tặng cho cố an cố an vội vàng từ chối dưới sự khuyên nhủ của an tâm và an hạo hắn đành miễn cưỡng nhận lấy bên trong là dược thảo bát giai. Tiểu tử này cũng có tâm đấy. Ánh mắt của An Hạo không khỏi nhìn về phía Dương Tiễn. Từ nãy đến giờ, tiểu tử này cứ nga nhiên nhìn chằm chằm hắn, làm sao hắn có thể không chú ý, trực giác nói cho hắn biết, Dương Tiễn không đơn giản. Hắn có cảm giác như đang đối mặt với thiên vô thường. Tất nhiên, Dương Tiễn không mạnh bằng thiên vô thường, nhưng hắn nghi ngờ Dương Tiễn cũng có thể là một loại bảo thể thượng cổ nào đó. Vị này là... An Hạo chủ động hỏi. Đồ nhi của ta, Dương Tiễn. Cố An cười nói, nhìn hai đệ tử đối đầu nhau, hắn cảm thấy rất thú vị. Dương Tiễn. Nhị Lan Thần, An Hạo bật cười. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ta muốn giao đấu với ngươi. Hắn xem ra, An Hạo căn bản không phải là vị đại sư huynh thần bí kia, điều này khiến hắn bớt kính sợ An Hạo hơn. Trong lòng hắn, chỉ có vị sư huynh đó mới có thể áp chế hắn, vì sư phụ đã nói rằng hiện tại tư chất của sư huynh còn mạnh hơn hắn nụ cười của an hạo biến mất bắt đầu đánh giá dương tiễn an tâm bên cạnh muốn nói lại thôi không khỏi nhìn về phía cố an nhưng thấy hắn mỉm cười không nói gì an hạo lên tiếng ngươi vẫn chưa đủ mạnh nhưng ta công nhận tư chất và dũng khí của ngươi chúng ta hãy hẹn ước sau này quyết đấu tại thiên bản đại hội thế nào dương tiễn nghe vậy cảm thấy hợp lý một cuộc đối đầu như thế này nên để thiên hạ chứng kiến, vì vậy hắn gật đầu đồng ý, còn không cảm ơn, người ta đã tu luyện nhiều năm hơn ngươi, rõ ràng có thể ức hiếp ngươi, nhưng lại nguyện ý cho ngươi thời gian trưởng thành. Cố An lên tiếng. Nghe vậy, Dương Tiễn lập tức cúi người hành lễ. An Hạo kinh ngạc nhìn Cố An, Cố An lại khiến thiên tài như vậy nghe lời sao? Trực giác nói cho hắn biết, cho dù ở trong Tinh Hải Quần giáo cũng không tìm thấy thiên tài như vậy. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi ta không làm phiền nữa. Cố An nói rồi dẫn Dương Tiễn rời đi. An Hạo không nghĩ nhiều nữa, kéo An Tâm vào sân. Không xa đó, huyết ngục đại thánh nhìn An Hạo, thầm kinh ngạc, tiểu tử này không thể xem thường, sao có cảm giác hắn mạnh hơn Dương Tiễn, Cố An một mình trở về lầu cát, mở hộp gấm, thưởng thức dược thảo An Hạo tặng. Không lâu sau, cơ tiêu ngọc lên tìm hắn. An Hạo kia không đơn giản, khí thế của hắn, ta từng thấy trong mộng cảnh, đều là những người vô địch một phương trời đất. Cơ tiêu ngọc cảm thán nói. Cố An ngẩng đầu cười nói, ngươi cũng không kém đâu, trong số những người cố An tiếp xúc, dưới cảnh giới niết bàn, người có giới hạn tuổi thọ đạt 9990 năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại chỉ có An Hạo, Dương Tiễn, Huyết Ngục Đại Thánh, Cơ Tiêu Ngọc. Lý Lăng Thiên còn kém 1.000 năm. Cơ Tiêu Ngọc không chỉ có tư chất mạnh, còn có bối cảnh lớn, từ hiện tại mà xem, cố an cảm thấy an hạo không có bối cảnh sâu dày bằng nàng tất nhiên về tốc độ tu luyện an hạo một mình một ngựa cơ tiêu ngọc ngồi xuống hỏi vì sao dược cốc của ngươi luôn tụ tập được nhiều thiên tài tuyệt thế tu sĩ đại năng như vậy cố an bất lực nói ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai hơn nữa bọn họ cũng không phải vì ta mà đến cơ tiêu ngọc lắc đầu nói dù không phải vì ngươi mà đến nhưng ngươi có thể tạo ra nhân quả tốt đẹp với mỗi người ngươi cũng không đơn giản ngươi giống như những người có đại khí vận mà ta thấy trong mộng cảnh tư chất của họ có lẽ không phải mạnh nhất nhưng họ luôn có thể không ngừng đột phá khuấy động phong vân thiên hạ cố an chớp mắt hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói gì cơ tiêu ngọc hiếp sâu một hơi nói ta chuẩn bị đến một nơi ở đó có một cơ duyên lớn ngươi đi cùng ta nhé cố an nghe vậy liền đau đầu rất nhiều người đã nói với hắn như vậy ngươi cứ đi đi thái huyền môn không thể thiếu ta cố an từ chối nói cơ tiêu ngọc trừng to mắt không ngờ hắn lại từ chối dứt khoát như vậy chương này kết thúc ngươi tưởng mình là phù đạo kiếm tôn sao còn tưởng rằng không thể thiếu ngươi cơ tiêu ngọc không nhịn được nói nàng tức giận trừng mắt nhưng trông vẫn rất ưa nhìn cố an nghĩ vậy nhưng miệng lại nói cống hiến chẳng lẽ phải phân cao thấp bên ngoài bảo vệ tông môn là công lao ở trong dược cốc cũng vậy ta tận tâm tận lực trồng linh dược cho Thái Huyền Môn, chẳng phải cũng là lao khổ công cao sao, cơ tiêu ngọc cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu kể về những lợi ích của cơ duyên lớn kia. Mặc cho cơ tiêu ngọc khuyên bảo thế nào, cố an vẫn không chịu đồng ý, khiến nàng tức điên lên. Còn một người nữa cũng tức điên lên, đó là An Hạo. Bất kể hắn khuyên nhủ ra sao, An Tâm vẫn không chịu đi tinh hải quần giáo cùng hắn. Hôm đó, cơ tiêu ngọc rời khỏi dược cốc thứ ba nàng vừa đi chưa được nửa canh giờ an hạo cũng tức giận rời đi hắn không rời khỏi thái huyền môn mà trở về chủ thành tông môn để bàn bạc với các trưởng lão hoàng hôn buông xuống cố an và an tâm đứng trước lan can gỗ bóng chiều kéo dài bóng họ cố an nắm nhìn vẻ đẹp thê lương của hoàng hôn khẽ hỏi ngươi không hối hận sao an tâm quay đầu nhìn vào góc mặt của cố an hỏi lại sư phụ vậy người có hối hận không ha ha chúng ta không giống nhau sau lưng cơ tiêu ngọc có cơ da còn an hạo chỉ có ngươi cố an lắc đầu cười an tâm nhìn về phía chân trời nói hắn không chỉ có mình ta trong lòng hắn ôm cả thiên hạ hắn đã không còn là sư huynh mà ta từng quen biết ta không thể trở thành chướng ngại của hắn không hiểu sao cố an đột nhiên có cảm giác muốn bồi dưỡng an tâm thật mạnh mẽ nếu để an tâm vượt qua an hạo cũng khá thú vị đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ vậy, không thể dễ dàng xoay chuyển khoảng cách giữa hai người họ. Sư đồ bắt đầu trò chuyện về hải ngoại, tưởng tượng tinh hải quần giáo mạnh mẽ như thế nào, và cảnh tượng của đoạn hải đại liệt phong ra sao. Nhân sinh tại thế, luôn muốn nhìn khắp thiên hạ, bước qua sơn hà. Trên biển mây, huyết ngục đại thánh chở cố an bay đi. Hắn cảm nhận linh khí dồi dào của vùng biển này, không nhịn được hít sâu một hơi. Chủ nhân, nơi này rốt cuộc là đâu? Huyết ngục đại thánh không nhịn được hỏi. Cố An trả lời, là giáo phái khác mà ta gia nhập, việc này ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả tiễn nhi. Nghe vậy, huyết ngục đại thánh rung lên, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn kích động không chịu nổi. Chỉ có mình hắn biết bí mật này, quá tốt rồi, điều này chẳng phải chứng tỏ trong lòng chủ nhân, hắn đã vượt qua dương tiễn sao, đáng đời, để tên nhãi đó mơ tưởng ra ngoài phiêu bạc. Huyết ngục đại thánh hả hê nghĩ. Từ khi quen biết An Hạo, Dương Tiễn càng tu luyện chăm chỉ hơn, còn nói sau này muốn ra ngoài phiêu bạc, tạo dựng danh tiếng vang dội hơn cả An Hạo. Tên nhãi đó thật không hiểu lòng chủ nhân. Đạo hạnh của chủ nhân cao thâm khó lường, nhưng lại ẩn mình giữa chốn phồn hoa, rõ ràng không thích phô trương, Dương Tiễn coi như đi xa rồi. Cố An có thể cảm nhận được huyết ngục đại thánh rất hưng phấn, thân trâu đều đang run rẩy, còn tưởng rằng tên này chỉ là hiếm khi được đi xa, nên có chút kích động nơi này chính là nhân gian phong cố an chê tốc độ của huyết mục đại thánh hơi chậm nên dùng thần niệm giúp hắn tăng tốc sau khi tiến vào quần phong của nhân gian phong huyết mục đại thánh nhìn trái ngó phải mắt trâu trợn tròn xoe giống như một người nông dân lần đầu vào thành cứ như vậy bọn họ đến định thiên phong từ khi cố an tru diệt ma ngân lão nhân định thiên phong nổi tiếng hơn hẳn số lượng đệ tử tăng vọt bốn phương tám hướng đều có đệ tử ra vào. Huyết ngục đại thánh cảm nhận khí tức dọc đường đi, âm thầm kinh hãi, tại sao lại có cảm giác tùy tiện chọn một người ra đều mạnh hơn hắn trước khi bị phong ấn, cố an dẫn theo hắn, đi thẳng đến đỉnh núi. Vừa hạ xuống, chư tinh lam đã xuất hiện, cung kính hành lễ với cố an. Huyết ngục đại thánh đánh giá chư tinh lam, ánh mắt tràn đầy tò mò. Sư phụ, trong định thiên phong phát hiện một sơn động thần bí, bên trong ẩn chứa cấm chế mạnh mẽ, người có muốn đi xem không? Chư Tinh Lam mở miệng hỏi. Cố An nghe vậy, không khỏi gật đầu, để hắn dẫn đường. Trên đường đi, Chư Tinh Lam giới thiệu về sơn động kia. Nó nằm ở chân núi, sắp chìm vào mặt biển, được hai đệ tử phát hiện khi đấu pháp giao lưu. Chư Tinh Lam nghi ngờ nó có liên quan đến cuộc nội loạn trước đó. Mặc dù nội loạn đã qua lâu rồi, nhưng theo lời hắn nói, khi đó xuất hiện tà ma đáng sợ, Suýt chút nữa khiến Định Thiên Phong bị hủy diệt, phong chủ lúc đó cũng vì vậy mà ngã xuống. Cố An không khỏi nghĩ đến Ma Ngân lão nhân. Rõ ràng thừa Thiên Phong tốt hơn, nhưng Ma Ngân lão nhân lại chọn Định Thiên Phong, chẳng lẽ là vì sơn động này, huyết ngục đại thánh càng thêm hưng phấn, không ngờ vừa đến đã gặp chuyện kích thích như vậy. Bọn họ một đường bay xuống, rất nhanh đã đến cửa động. Trước cửa động có hai du tiên trấn thủ, thấy Cố An đến, bọn họ vội vàng đứng dậy hành lễ cố an gật đầu sau đó để huyết mục đại thánh đi theo chư tinh lam vào động chư tinh lam đi phía trước trong lòng tò mò sao sư phụ lại cưỡi một con trâu phàm con trâu này thật may mắn cố an vừa vào sơn động đã cảm nhận được một luồng khí tức vi diệu hả là khí tức của thiên ma hắn mở miệng hỏi việc này đã báo cho chủ phong chưa chư tinh lam lắc đầu nói chưa chủ phong đã bế quan hơn nửa nhân gian phong sư này đều tự quản lý hắn dừng lại một chút bổ sung người là phong chủ chỉ cần người chưa thoái vị tất cả mọi chuyện ở định thiên phong đều thuộc quyền của người những lời này khiến cố an rất thoải mái càng thêm hài lòng với chư tinh lam tên này đúng là phiên bản cao cấp của hồ tiểu kiếm dùng rất thuận tay đi qua một đường hầm dài bọn họ đến một thạch thất rộng rãi cố an có thể cảm nhận được nơi đây có cấm chế không gian nồng đậm tương đương với việc khai mở một không gian dị thứ nguyên nên trong nó rất bao la thạch thất không quá tối có vô số ánh sáng trôi nổi, giống như đom đóm, thực chất là linh khí ngưng tụ thành. Bọn họ đến một bệ trận, trên bệ trận dựng một cục đá, đen kịch, bề mặt lồi lõm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cố An từ trên lưng huyết ngục đại thánh nhảy xuống, sau đó đi đến trước cục đá. Chư Tinh Lam tiếp tục giới thiệu về cuộc thăm dò của bọn họ đối với cục đá này. Cố An đưa tay ấn lên cục đá, ầm một tiếng, một luồng lực trùng kích mạnh mẽ bùng nổ, Do Chư Tinh Lam lập tức thi triển pháp lực để ngăn cản, hắn còn không quên bảo vệ Huyết Mục Đại Thánh. Chư Tinh Lam trợn to mắt, hắn thấy tay của Cố An vậy mà xuyên vào trong cột đá, chỗ tiếp xúc phát ra ánh sáng âm u, giống như cửa động thông đến thế giới khác. Một trận cuồng phong theo đó thổi ra từ cửa động thần bí kia, gió có màu đen, tựa như vô số đạo văn quỷ dị, khiến da đầu Chư Tinh Lam và Huyết Mục Đại Thánh tê dại. Cố An rút tay về, trong tay vậy mà nắm một đạo hồn phách, đó là một lão giả. Hồn thể chỉ lớn bằng hài nhi Lão bị cố an bắt lấy Không thể giải dụa Trên mặt đầy vẻ kinh sợ Ám hồn lão tổ Dự pháp linh tiên cảnh tầng 3 1209894 phần 13 phần 190000 Cố an nhìn tuổi của đối phương Không khỏi nhớ mày Chư tinh lam không nhận được nhắc nhở Sư phụ, cẩn thận Đây có thể là tay phải của cố an thẻ bóp Ám hồn lão tổ trực tiếp hồn phi phách tán Chư tinh lam thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, hỏi, sư phụ, hắn thuộc cảnh giới nào, hắn có thể cảm nhận được ám hồn lão tổ rất tà môn, nhưng cụ thể là cảnh giới gì thì không thể biết được. Bạn đã thành công đoạt lấy 9.670 năm tuổi thọ của ám hồn lão tổ, diệu pháp linh tiên cảnh tầng 3, nhìn dòng nhắc nhở trước mắt, cố an vẫn thản nhiên. Nếu đối phương không lao thẳng vào hắn, hắn cũng chẳng buồn tiêu diệt. Không tra hồn, vì trong không gian bên trong cột đá kia còn ẩn giấu những thiên ma khác, cố an đáp bưng quư. Chỉ là ma hồn, cảnh giới cao thấp không quan trọng. Không quan trọng, chư tinh lam há hốc miệng, không biết nên nói gì. Thần niệm của cố an khóa chặt không gian bên trong cột đá. Trong không gian tối đen đó, còn một lùng khí tức của một thiên ma đáng sợ hơn. Thần niệm của hắn đã bắt được vị trí của thiên ma đó. Là một quả ma đảng, ma đảng ngưng tụ từ ma khí, cao chừng một trượng, phát ra ánh sáng âm u, như ánh sao yếu ớt trong vũ trụ đen tối thần niệm của cố an xuyên vào trong ma đảng thấy được một ma anh trên thân ma anh có nhân quả to lớn phức tạp thậm chí khiến hắn cảm thấy bất an trực giác mách bảo hắn rằng hủy diệt ma anh sẽ mang đến phiền phức lớn hơn hắn thu hồi thần niệm rồi cũng thu tay khôi phục cấm chế của cột đá hắn quay lại nhìn chư tinh lam nói từ nay về sau không được để bất kỳ ai vào đây ngươi cũng đừng quấy nhiễu cột đá này bên trong có thiên ma đáng sợ rất khó xử lý, vẫn chưa tỉnh. Nghe vậy, Chư Tinh Lam lập tức căng thẳng, lẩm bẩm, thiên ma, quả nhiên, mầm họa trước đây vẫn chưa kết thúc. Cố An không nhịn được hỏi, nội loạn trước đây của định thiên phong có liên quan đến thiên ma, đúng vậy, tà ma khủng bố đó chính là thiên ma. Nghe nói phong chủ đời trước chính là hóa thân của thiên ma. Giáo phái sợ truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng gió lớn hơn, nên đã che giấu sự thật về thiên ma. Chư Tinh Lam gật đầu, trên mặt đầy vẻ lo lắng sóng gió lớn hơn chính là thánh đình thánh đình kiên kỵ thiên ma nhất cố an đột nhiên nghĩ tới u oánh oánh thần tâm tử trên đời này có còn những thiên ma chuyển thế khác hay không hắn cảm thấy rất có khả năng hắn có cảm giác mình đã chạm phải một nhánh cốt truyện không nên đụng vào hắn không muốn dính dáng nên chuẩn bị phong ấn nơi này dù sao ma thai kia vẫn đang ngủ say nếu vậy càng không thể nói ra hiểu không cố an dạng dò còn về việc báo cho thánh đình hắn cũng từng nghĩ tới nhưng chuyện hắn tiện tay bóp chết một diệu pháp linh tiên rất có thể sẽ bị bại lộ hơn nữa nhân gian phong cũng không tin tưởng thánh đình nếu không đã không che giấu chuyện thiên ma dù sao hắn chỉ đến đây trồng cỏ an nguy của nhân gian phong không liên quan đến hắn tất nhiên đợi đến khi hắn mạnh mẽ đến mức có thể bỏ qua nhân quả của ma thai hắn có thể xóa sổ kẻ này khiến bản thân yên tâm hơn chư tinh lam gật đầu nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt huyết mục đại thánh nhìn cột đá như có điều suy nghĩ sau đó bọn họ rời khỏi sơn động chư tinh lam bắt đầu phong ấn cửa động cố an cưỡi huyết mục đại thánh trở về đỉnh núi huyết mục đại thánh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại sợ đại tu sĩ nghe thấy đành phải nhẫn nhịn trong thời gian tiếp theo cố an bắt đầu hái dược thảo ở nhân gian phong chư tinh lam đã thiết lập một dược viên rất lớn bình thường có đệ tử chuyên canh giữ đối mặt với việc cố an đích thân đến hái dược thảo đám đệ tử ban đầu vừa mừng vừa sợ nhưng sau đó cũng quen dần tất nhiên dù cố an có tỏ ra bình dị gần gũi thế nào bọn họ vẫn luôn giữ vẻ dè dặt ở định thiên phong nửa ngày cố an mang theo mười mấy vạn năm tuổi thọ rời đi mỗi tháng hắn đều đến hái dược một lần tuổi thọ mà định thiên phong mang lại cho hắn đã vượt quá một triệu năm vượt qua cả cơ nghiệp của hắn ở thái thương đại lục sau khi trở về thái huyền môn huyết mục đại thánh vừa định mở miệng đã bị cố an chặn lại hãy nhớ những lời ta đã nói lúc đi đừng hỏi sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu lời này của cố an khiến huyết mục đại thánh vô cùng kính phục hắn cảm thấy chủ nhân đang dạy dỗ mình tính tình của hắn quá nóng vội mới rơi vào kết cục như vậy quả thực cần phải rèn luyện đạo tâm ở nhân gian phong Cố An là phong chủ cao cao tại thượng. Nhưng ở Thái Huyền Môn, hắn chỉ là một cốc chủ bình thường. Nhìn Cố An nói cười vui vẻ với đám đệ tử tạp dịch, huyết ngục đại thánh vô cùng khâm phục. Hắn cảm thấy chủ nhân không phải đang giả vờ, mà trong lòng chủ nhân thực sự coi chúng sinh bình đẳng. Tu Vi có mạnh yếu khác nhau, nhưng tính mạng của sinh linh là bình đẳng. Huyết ngục đại thánh càng cảm thấy trên người chủ nhân có rất nhiều điều đáng để học hỏi chẳng hạn như cách cư xử này chắc chắn có thể kết được rất nhiều thiện duyên. Nếu có người nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh, sau này còn có thể truyền thành giai thoại. Tuy nhiên, giác ngộ của hắn rất nhanh đã bị phá vỡ. Vì con chuột mập đáng ghét kia lại đến treo chọc hắn. Điều khiến hắn sụp đổ nhất là con chuột mập này trở nên nhanh nhẹn hơn, sao hắn lại có cảm giác con chuột mập này cũng có tư chất tuyệt thế, quá vô lý, cố an bắt đầu tuần tra các khu vực trong dược cốc mặc dù dược cốc thứ ba rất ít khi xảy ra chuyện nhưng vẫn phải làm tốt công việc bề ngoài để tránh đám đệ tử lơ là hạ qua thu đến đầu thu trong thế ngoại động thiên thiên yêu nhi thiên thanh thiên bạch đang vây công cố an ba yêu liên tục thay đổi thân pháp yêu khí cuồn cuộn như rồng dài bao vây cố an đối mặt với thế công của các nàng cố an tỏ ra rất ung dung chỉ cần vung tay là có thể hóa giải pháp thuật của các nàng Thiên yêu nhi đạp cử cực tự tại bộ, đột nhiên xuất hiện sau lưng cố an, đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay nàng phun ra ngọn lửa, nhanh chóng bành trướng thành hình phượng hoàng, nuốt chửng hắn. Nhưng ngay sau đó, phượng hoàng lửa trực tiếp tan vỡ, chấn cho thiên yêu nhi bay ngược ra ngoài. Cố an nhấc chân, vô số tàn ảnh bắn ra, khiến thiên thanh, thiên bạch hoa dung thất sắc, căn bản không kịp chống đỡ, lần lượt bị tàn ảnh của chân hắn đánh trúng, liên tiếp bị đánh bay, rơi xuống xa xa trong bộ dạng chật vật. Ba yêu khó khăn bò dậy, nhìn về phía cố an, trên mặt đều lộ vẻ ấm ức. Nếu là chiến đấu sinh tử thật sự, các ngươi đã chết rồi. Bên ngoài không có nhiều người dung túng các ngươi như ta đâu. Cố an thu chân, thản nhiên nói. Thiên yêu nhi trừng mắt hỏi, sinh linh bên ngoài đều mạnh như ngày sau, vô biên vô hạn, núi cao còn có núi cao hơn. Cố an nói bân quơ. Hắn đã thu liễm lắm rồi, không để các nàng bị thương. Thật sao? Thiên Yêu Nhi bán tính bán nghi. Nàng luôn cảm thấy Cố An nói ngoài này, ngoài kia đều là dọa các nàng, thực tế thì hắn luôn ung dung bình thản. Cố An hừ lạnh, dù sao các ngươi vẫn phải luyện tập tiếp. Thiên Thanh, Thiên Bạch lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay Cố An, ngoan ngoãn nói chủ nhân nói đúng. Điều này khiến Thiên Yêu Nhi nghiến răng nghiến lợi, sao lại có cảm giác hai kẻ này đều bị nuôi lệch rồi, Cố An lại dặn dò vài câu sau đó mới rời đi. Thiên yêu nhi lập tức lao về phía thiên thanh, thiên bạch, trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu. Gió thu thổi qua, cuốn một chiếc lá cây bay vào trong sân. Một lão nhân mặc quần áo sang trọng đang quét dọn. Đó chính là tiểu xuyên đã già. Tiểu xuyên hai tay cầm chổi, động tác nhẹ nhàng, như thể thứ ông quét không phải là mặt đất, mà là một loại tao nhã. Một thiếu niên chạy vào trong sân, thấy tiểu xuyên, không nhịn được la lên, Gia Gia, sao người lại quét dọn nữa, quét dọn có gì vui? Trong phủ đâu phải không có người hầu. Thiếu niên mặc áo lam, dung mạo thanh tú, trông như 15-16 tuổi, tóc buộc cao, toát lên vẻ khí khái thiếu niên. Tiểu xuyên không ngừng tay, trên mặt đầy vẻ hiền từ, cười nói, không phải vui, mà là quen rồi. Quét dọn có thể khiến ta nhớ lại quá khứ. Người già rồi thường hay nhớ về ngày xưa, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Thiếu niên đi tới trước mặt ông, hai tay chống nạnh, không hài lòng nói. Gia Gia, nghe nói người từng tu luyện ở tiên môn, sao không giới thiệu chúng ta bái nhập thái huyền môn? Tu tiên đâu phải người phàm không thể tiếp xúc. Những năm gần đây, trong thành thỉnh thoảng lại xuất hiện tu tiên giả, cháu trai của tri phủ cũng đã đi tu tiên rồi. Gia Gia, nhà chúng ta tuy có tiền, nhưng vẫn chưa đủ, phải nhìn xa trông rộng. Hắn cứ lại nhảy không ngừng, tiểu xuyên cũng không tức giận, chỉ cười nhìn hắn cầu nhau. Đợi hắn nói xong, tiểu xuyên đột nhiên hỏi, nếu ngươi vào tiên môn, phát hiện tư chất tu luyện của mình rất bình thường, không bằng bất kỳ ai bên cạnh, bọn họ liên tục bỏ xa ngươi, ngươi sẽ làm gì? Thiếu niên trừng mắt nói, sao ta có thể kém cỏi như vậy, gia gia ngươi lại kém cỏi như vậy? Nhưng người khác nhau mà, nếu nhà chúng ta xuất hiện thiên tài kiệt xuất, chẳng phải sẽ phù hộ trăm đời, ngay cả người cũng được hưởng lợi. Ha ha, đại bá của ngươi cũng từng đi tu tiên giáo phái tư chất bình thường suýt nữa còn chết trong cuộc chiến với tu tiên giả có phải thiên tài kiệt xuất hay không đôi mắt của gia gia ngươi có thể nhìn ra được tiểu xuyên lắc đầu mỗi khi một đứa cháu lớn lên đều sẽ đến hỏi ông những vấn đề này ông cũng từng đưa con cái đi tu luyện nhưng kết quả đều không như ý tất nhiên ông chưa từng đưa ai đến thái huyền môn ông không muốn làm phiền sư huynh nữa ngay cả giáo phái khác cũng không trụ nổi sao có thể đến thái huyền môn nhưng người thực sự có thể nhìn chuẩn sao thiếu niên trừng mắt nói cấp đến mức mặt đỏ bừng tiểu xuyên đang định mở miệng đột nhiên trừng lớn mắt chỉ thấy cố an đi vào trong sân nhìn trái ngó phải như đang tìm kiếm gì đó khi cố an nhìn thấy tiểu xuyên trên mặt lộ ra nụ cười thiếu niên chú ý tới thần sắc của gia gia không khỏi quay đầu nhìn nhíu mày đánh giá cố an rồi hỏi Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi, chát, tiểu xuyên trực tiếp vỗ một cái vào sau đầu hắn, lực không mạnh, miệng cười mắng, ngoại trừ nha hoàng, ngươi có thể nhớ hết người trong phủ. Mau cút đi, thiếu niên biểu môi, đành phải rời đi. Trong quá trình rời đi, hắn liên tục đánh giá Cố An. Xuyên Nhạc, luyện khí cảnh tầng 115 phần 80 phần 180, Cố An nháy mắt là mặt quỷ với Xuyên Nhạc, khiến Xuyên Nhạc trừng mắt lườm hắn. Đợi tiểu tử này đi rồi, Tiểu Xuyên mới tiến lên, kích động ôm chặt Cố An. "Sư huynh, sao người lại tới?" Tiểu Xuyên vui mừng không xiết. Cố An tức giận nói, "Vừa rồi khi cháu ngươi ở đây, sao không gọi ta là sư huynh?" Tiểu Xuyên cười toe toét, "Không phải sợ nó biết thân phận của người rồi quấy rầy người sao? Người là tu tiên cao nhân của Thái Huyền môn, ít nhất trong mắt nó sẽ là hình tượng như vậy." Nhìn thấy vẻ già nua trên mặt Tiểu Xuyên, Cố An có chút bồi hồi con cháu muốn cầu tiên sao ngươi lại ngăn cản ta đâu có ngăn bọn chúng chỉ muốn dựa vào quan hệ của ta thôi nếu bọn chúng thực sự có thiên phú không cần ta cũng có thể quật khởi tiểu xuyên lắc đầu những lời này lại khiến cố an cảm thấy có lý chia cách mấy chục năm tiểu xuyên trở nên trầm ổn hơn năm tháng lắng động trên người ông không còn là thiếu niên năm xưa luôn lặng lẽ đi theo sau lưng cố an chương này hoàng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha